Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M41 Fantasy, một trong những khẩu súng hiếm hoi thuộc dòng anime. Ai mà fan cái thể loại này chắc chắn là phải yêu thích khẩu này rồi, tại vì nó free. Ok, trận này thì mình thua trước 0-1. Hơi bị ngáo tại vì gặp clan HP ACE. Lâu rồi mới bắn lại C4. Úi dồi ôi, cái gì đấy ba ha? Vâng, team tôi công nhận là bắn gà thật, nhưng cũng không đến nỗi mà bạn vác khẩu 3Z ra đứng giữa mic như thế nhá. Vâng, một hành động đáng lên án, khinh thường team bạn. Rồi, lên đây đây bạn này, cam cái thằng ở khu vực cao A này. Vâng, nó đục sấy rất là kinh. Đấy, vâng, thằng đấy dành cho bạn nhá, bạn cố gắng lo thằng đấy đi. Mình, ủa ôi, cửa mic có đông vậy. Cái gì ấy, đợi người ta bảo mới đi à? Vâng, bắt đầu chửi nhau rồi. Anh em bắt đầu làm loạn đến cái khung chat rồi. Bắn đi các bạn ơi, đừng có chửi nhau. Vâng, như này thì nó rất là lợi thế cho team bạn. Ủa ôi, nó lại chửi nhau kinh vãi xoài. Flash kìa. Bị mệnh. Vâng, bắn không lo bắn, lo chửi nhau thôi. Hay quá. Định mệnh gầm. Gặp mấy thiên nhiên sửu nhi rồi. Úi dồi ôi. Đấy, mình nói có sai đâu. Sấy kinh quá. Qua B. Này thì qua B này một bé. Qua B đi bạn ơi. Thằng kia nó bảo qua B thì chắc chắn là B trống rồi. Đi thôi. Follow me. Follow me. Úi dồi ôi. Bọn kia bắt đầu chửi rất là căng. Tầm này chắc thua bà rồi. Team nào cứ không như team này. Chửi nhau như thế này thì khó bắn lắm anh em ạ. Cứ ngồi chửi miết thôi. Không nghĩ ra được mà bắn đâu. Gần hết giờ. Chết đi bắn ơi, chết nhanh để mình vào đặt bom. Đúng rồi. Ok. Vào đặt bom thì điều lưu ý là phải chết hết. Vâng, nhỡ đang lúc đặt bom nó bắn một cái và đang hết giờ thì thôi. Bọn kia nó chửi nhau kìa vãi xoài. Gắt thế. Hích thì đã đành rồi. Vào đây còn gặp Sửu Nhi chửi nhau loạn hết lên cả khung chat. May mà mình không phải đối tượng bị chửi đấy. Không thì chắc điên người không bắn được luôn. Rồi, cái lỗ này 7 giây, vào đi bạn ơi. Vào đi, đúng rồi. Úi dồi, cái định mệnh. Ngon thế, thằng kia nó cứ cắm mặt đi đâu ấy. Rõ ràng nó sấy trước mặt mà nó lại nghiêng đầu qua bên kia. Hư cấu vậy. Vâng, vẫn win nha bạn. Vâng, tuy là team chửi nhau như này nhưng vẫn win. Đấy, người ta gọi là chất. Ok. Mình đọc cái comment nên không bình luận được, anh em thông cảm nhé. Vâng, bọn kia chửi nhau rất là ghê nhưng mình ham bắn quá à. Mỹ khi đọc comment trên cái khung chat này lắm. Úi dồi ôi. Vâng. Từ từ á, mình sẽ đứng cam ở mic đi. Từ từ thôi. Tại vì bên kia là người ta đi theo cả clan, mình thì đi lẻ, nên cứ bắn chắc chắn là chín thôi. Tại vì team mình cũng chửi nhau rất là ghê. Thằng này lại chửi thằng kia. Hai thằng đều chửi nhau gà. Úi dồi. Úi dồi ôi. Úi dồi bom kìa. À mày lấp ló này. Úi dồi cái định mệnh. Ôi, anh em đâu? Đông vờ lờ. Mày thích thể hiện này. Một bé. Ui. Úi dồi ôi, headshot vãi xoài. Vâng, sấy headshot thì chịu rồi. Vâng, hên đến thế là cùng. Đã đông rồi, cầm lục nữa. Ra kim bun. Khẩu đấy mệnh đấy. Nhưng bắn không chuẩn thì chỉ có sấp mặt thôi. Ok. Team bạn còn 3. Úi, khó lắm. Bọn này nó bọc lót nhau hay cực. Chỉ cần một thằng nằm xuống thôi là những thằng khác sẽ vây lại và hiếp chết cái thằng mà vừa nằm xuống. À, vừa giết cái thằng team bạn. À, vừa giết thằng team nó. Mày thổ dân nào. Dưới mic 3. Úi dồi ôi.
Thôi ngừng sủa đi, 03 rất là gắt. Chúng ta sẽ tập trung bắn chứ không có liên thuyên với bọn kia nữa. Ui, thằng kia ném bom hơi bị ghê nhá. Lần nào cũng cấu từ 5 tiết đến 10 tiết đậu xanh. Rồi anh em bắt đầu đẩy B. Mình sẽ đứng ngoài mic này để xem thằng nào móc B không. Ủa ôi, lên 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 làm đấy. À sấy này, con lợn này. Đi vào B đi bạn ơi. Ôi sao lại đi hết vào A này, what the fuck. Có bảo đi B mà cứ dồn hết người vào A với mic thế này. Và L đấy luôn. Đấy đấy đấy, giống nhất đây. Hay quá, chết rồi. Ui, ui, ui. Thình niên, quay tay gì lúc đấy vậy. Hết hồn. Nhặt bom vào đặt đi bạn ơi. Tầm này chắc clear rồi. Còn mỗi một thằng không biết là nó trốn chui, trốn nhủi ở đâu rồi. À, trên này. À đây rồi. Úi dồi, yếu nữa vãi, ngon vậy. Vâng. Ốc 4 chấm có thật. Phải ghi thêm chữ là có thật nữa nó mới hay. Mày nói tiếng Việt gì éo hiểu, what the fuck. Vâng, bọn này bắt đầu càng ngày nó càng hăng các bạn ạ. Vâng, chửi rất là hăng. Mà hai thằng thì bắn đều kém như nhau. Vâng, chắc là ham chửi nhau nên bắn kém đấy. Rồi, thằng kia vừa ném bom xong. Tao sợ mày quá cơ. Bắn sấy để cho nó biết mình ở đây thôi. Để đồng đội, à đồng đội đẩy B thì mình sẽ hang B cover. Thôi chắc là lên mic đi. Thằng kia cũng bắt đầu ra mic rồi. Sao bọn này nó cứ thích đẩy mic nhở. Ui, ui, vãi, lag à. Ôi, mình lấy cái đầu vào rồi vẫn chết này. Vãi xoài. Ít thử tin được, một phát vào đầu và một phát vào gì đấy không biết. Chứ là vào chim rồi, gãy rồi. Rồi còn thanh niên Minh 2018 vừa chửi nhau với thằng kia xong. Hay quá, một kill. Được rồi, bạn ấy sẽ gánh team. 1-3 đi bạn ấy, thể hiện cho thằng kia biết đây. Ghê ghê, đúng rồi. Thịt hết tụi nó ấy. Bảo B không B. Úi dồi ôi. Nó sấy headshot luôn cho nó chất. Cái tội thể hiện này. Ok, trận này bắn đàng hoàng này. Chui lỗ. L mới ra, what the fuck. Vâng, kinh vãi, bọn này chửi gắt thế. Anh em đi B đi. Phát động đi B thì cứ đi B đi. Mình sẽ nhừ nhừ ở A này. Sao bọn kia nó cứ bảo để B mà nó không vào B nhở. Ngu người. Mình sẽ đứng đây để cam móc thôi. Rồi anh em đẩy vào rồi mình sẽ đi theo. Đấy đấy là một, cũng là một cái chiến thuật để cover cho đồng đội. Đồng đội mà không đẩy vào được thì coi như là team thất thủ rồi. Bây giờ sẽ là đi vào luôn đây bạn ơi. Lung linh phải lên luôn. Đúng rồi. Ui, ui, sấy bạn nào này. Bị mệnh sấy headshot bạn ơi. Thực sự quả đấy mình không cover kịp. Đờ mờ thằng lời. Sorry, chịu thôi, đừng chửi mình nhá. Gặp mấy thiên nhiên sửu nhi thế kia, tôi chịu. Ok. Ra luôn à, gắt vậy. Ok, mình sẽ đi theo. Rồi đứng đây cam đi. Mình nghĩ nó sẽ từ A sang. Tại vì B thì clear rồi. Úi dồi ôi. À đấy, ôi cái định mệnh. Ui, nó bắn kiểu gì gắt vậy nhở. Chắc phải tin được. Ôi, headshot, vãi xoài. Thằng may quá, có thằng này nó đừng cover. Không thì mình sấp mặt rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng bật kèo à. Cố lên. Cố lên nào. Bọn này nó bắn ảo ảo nhờ hay là mạng mình lag ra. Mình thấy nó mất máu trước khi mà mình di chuyển vào ấy. À chết nhầm, di chuyển vào rồi mất máu chứ. Ui, nó đẩy lên luôn. Ơ kìa, vai, bọn này ngáo à. What the hell.
Này thì ăn tao nãy giờ rồi. Một bé. Vô luôn bạn ơi, vô luôn. Team nó hết rồi, còn đúng một thằng thôi. Mình nghĩ nó sẽ ở trên khu vực cao A. Lên luôn bạn ơi. Đặt bom rồi. Đã đặt bom rồi, chắc mình sẽ ngồi kênh thôi. Rút lại đi. Có khi nó lại vào mic chăng? Có lẽ là như vậy. Đấy, bớt chửi nhau thì bắn nó chất lượng hơn hẳn anh em ạ. Cứ ngồi mà chửi nhau như thế thì hồi xin nờ nè là sao? Nhờ hồi xin mình à? What the fuck? Thật không? Treo hồi xin nhà bạn. Úi dồi ôi, có Lan bắn gì kỳ vậy? Chơi hết mí chứ, chơi núp nhà người ta chơi đéo vậy. Bị bọn mình còn đúng một mình cũng cố gắng mà chơi, chơi phải chơi hết mình em ạ. Game mà đừng sợ thắng sợ thua, cứ hết mình đi, sợ đéo thì bố con thằng nào. Đây rồi, B đi bạn ơi, B đi. Mình nghĩ không nên A đâu. Ủa ôi, thằng kia chết trên cao kìa. Có nên để vào không bạn ơi? Ui, nhà kìa. Vãi xoài. Ủa, tôi xong rồi. Căng vậy. Vâng, nó ép vào thế đường cùng. Định mệnh. Thôi, gãy rồi. B đây. Cứ bảo A thôi, A bọn này kinh rất là ghê. Chúng ta đi B mới win được. Bọn này thủ B rất là gà. Chắc chắn luôn, bọn này điểm mệnh là thủ thủ A thôi. Hết ván ok, úi dồi nó rủ nhau solo kìa. Phải xoài. Mình cố gắng chơi để xem bọn đấy cái kết là như thế nào. Và cái kết là rủ nhau solo. Ok. Hay quá. Để mình xem nó ở đâu. Đây rồi, một bé. Ơ kìa, vãi, thằng kia nó ăn. Định mệnh. Nào nhanh nhanh vậy. Đang nhiên con hàng đấy của mình chứ. Tiếc thế. Đang đi vào đi bạn này. Đúng rồi, đi vào đây. Đâu ra. Bọn này nó không nấp ở đây nữa đâu. Bọn này nó dồn hết người sang A rồi. Kìa, trong nhà hồ sinh kìa. Đáp khói vào. Đấy. Làn sương khói phôi pha. Mang bóng ai xa dần. Bọn nó sẽ mang từ người đi một đấy. Cứ sấy như thế này thôi. Bước vào là chết hả? Úi, đấy, có sai đâu. Ok, giờ mình sẽ clip kết thúc clip tại đây. Các bạn xem đến hay quên like và subscribe kênh của mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Team chửi nhau như thế vẫn win. Vãi xoài.